Rồi, chào các em. Bây giờ thì cô sẽ bắt đầu ghi âm cái phần bài giảng của cô về chúng ta học cả bài 4. Chúng ta cũng đã học ở bài 3, chúng ta còn nhớ rồi. Thì ở bài 3 cô có nhắc đến phần là từ các cái nguyên tử rồi lên các cái phân tử, đúng không? Vậy thì xuất phát của nó cũng là từ các nguyên tố hóa học. Rồi nó sẽ hình thành nên các hợp chất hữu cơ và hợp chất vô cơ. Thì hợp chất vô cơ đó là nước mà chúng ta đã học ở bài 3 rồi. Và bây giờ chúng ta chuyển qua phần học các cái hợp phân tử hữu cơ, là bắt đầu từ bài số 4, số 5 và số 6. Chúng ta sẽ học bốn cái nhóm, đó là carbohydrate, lipid, protein và acid nucleic. Thì chúng ta sẽ đi vào hai cái nhóm đầu tiên, đó là carbohydrate và lipid ở bài 4 ha. Ở đây thì chúng ta học hai cái nhóm đại phân tử lớn. Cái nhóm thứ nhất của chúng ta đó, chúng ta nhìn này, người ta có những cái hình thực phẩm minh họa. Trong cái thực phẩm thì nó có nhiều nhóm chất, nhưng mà nó sẽ chứa một cái nhóm chất nào đó chiếm số lượng lớn hơn, tức là khối lượng nó nhiều hơn. Ví dụ carbohydrate thì chúng ta hay tìm thấy những thực phẩm ở đây, như là ở gạo, cơm, rồi ở các loại củ này, ở bánh mì này. Còn lipid thì chúng ta thấy ở trong dầu, trong một số các cái thực phẩm như là bơ hay là cá hồi, vân vân ha. Chúng ta đi vào nhóm đầu tiên, đó là carbohydrate. Vậy thì phần đầu tiên chúng ta cũng phải hiểu khái niệm carbohydrate là gì. Vậy để trả lời khái niệm carbohydrate là gì thì chúng ta trả lời hai cái câu hỏi. Thứ nhất là nó được cấu tạo từ một cái hợp chất chứa mấy loại nguyên tố. Cái thứ hai là nó cấu tạo theo nguyên tắc nào. Thì đó chính là khái niệm. Vậy thì carbohydrate là một hợp chất hữu cơ chỉ chứa 3 loại nguyên tố là carbon, hydro, oxy và được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. Đến đây thì có thể là chúng ta chưa bao giờ nghe đến cái chỗ nguyên tắc đa phân, đúng không? Nguyên tắc đa phân này thì bây giờ cô sẽ giải thích một chút đó. Đa tức là nhiều này. Còn phân có nghĩa là phân tử ấy. Vậy có nghĩa là nó được cấu tạo từ nhiều các cái phân tử giống nhau, hay người ta gọi là cấu tạo từ nhiều những cái đơn phân. Vậy thì bây giờ chúng ta có đa phân là được cấu tạo từ nhiều đơn phân. Chút nữa đến đường đa đó, chúng ta sẽ hiểu vấn đề này ha. Đây là một cái hình minh họa về carbohydrate này. Rồi chúng ta sẽ đi vào chi tiết sau ha. Bây giờ cô nói sơ qua. Nó có nhóm thứ nhất là monosaccharide là đường đơn, rồi disaccharide là đường đôi, và chúng ta có nhóm chỗ này đó là polysaccharide là đường đa. Đấy. Như cô vừa nói xong ha, chúng ta phân loại thì các bạn thấy phân loại thành 3 nhóm là đường đơn, đường đôi và đường đa. Thế các bạn có thắc mắc là tại sao người ta lại phân thành 3 nhóm như vậy không? Hay là cách khác là căn cứ vào đâu? Vậy thì chúng ta thấy căn cứ của nó chính là căn cứ vào số lượng đơn phân. Phân loại căn cứ vào số lượng đơn phân. Nếu như có một đơn phân thì nó là đường đơn, đúng không các em? Nếu như có hai đơn phân thì nó là đường đôi. Hai đơn phân này có thể giống nhau hoặc là khác nhau. Còn đa ở đây có nghĩa là có nhiều đơn phân. Đó. Ở chỗ này thì người ta có sai một chút nha. Gluco với fructo thì nó phải được hình thành nên là cái đường đôi của chúng ta là saccharose. Còn gluco và galacto thì sẽ hình thành nên cái đường đôi của chúng ta là đường sữa, lactose. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng cái loại đường. Thứ nhất là đường đơn. Thì ở đây các bạn tìm hiểu, các bạn nhớ một vài các thuật ngữ. Saccharide là đường, mono là một. Vậy là chúng ta có một phân tử saccharide, monosaccharide thì là đó là đường đơn. Đường đơn thì nó là cái loại đường mà từ có gồm một phân tử đường. Có một phân tử đường thôi, có cấu tạo từ 3 cho đến 7 carbon. Nhưng mà trong cái phần bài 4 này của chúng ta đó, thì chúng ta học 3 cái loại đường, và 3 loại đường này cấu tạo là có 6 carbon. Nhớ ha, mình có thể có đường 3 carbon, có thể có đường 6, có thể có đường 5 carbon. Nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ học ở cái bài 4 đó, là yêu cầu các em nhớ về đường đơn là 3 loại đường có 6 carbon thôi. Đó là đường gluco, fructo và galacto. Thì hai cái đường bên trên chúng ta nghe nhiều rồi đúng không? Gluco thì nó có rất là nhiều trong các loại trái cây, rồi fructo cũng có nhiều trong trái cây, ngay cả những cái trái cây rất là chua như là những cái trái cây ở đây này thì nó cũng có lượng đường fructo cao nữa ha. Nhưng mà nó có tính axit, nó chua, nó át đi rồi. Còn cái đường galacto này chắc là chúng ta ít nghe đúng không? Galacto là cái đường đơn mà cấu tạo nên cái đường đôi là sữa.
Nhưng mà đôi khi người ta không có uống được cái đường lacto sữa đó thì người ta sẽ tách thành đường lacto, tạo thành cái sữa riêng cho những cái người có những cái điều đặc biệt này. Tương tự như vậy ha, chúng ta thấy đường đôi này, chữ đôi nên chỗ này người ta bên hóa người ta sẽ ký hiệu là đi, đi có nghĩa là hai phải không? Như vậy có nghĩa là có hai phân tử đường đơn liên kết với nhau thì chúng ta sẽ ra được đường đôi. Ở đây thì chúng ta có các gluco, hai phân tử gluco liên kết với nhau. Và liên kết đó được gọi là liên kết glycosid. Vậy thì hai phân tử gluco chúng ta sẽ ra đường mạch nha, đường maltose. Đây. Vậy chúng ta định nghĩa rồi ha. Hai đường đôi là gồm hai phân tử đường đơn liên kết với nhau. Liên kết bằng cách nào? Liên kết bằng một liên kết glycosid. Chúng ta có thêm các cái loại đường đôi khác quen thuộc với mình. Gluco fructose thì chúng ta sẽ có đường saccharose, đường mía, một cái đường rất là quen thuộc với chúng ta ha. Trong câu hỏi của các bạn thì các bạn cũng đã từng được đặt cái câu hỏi là khi chúng ta ăn đường saccharose, đường mía này thì chúng ta nên ăn đường từ trực tiếp từ cái cây mía này nó tốt hơn hay là chúng ta ăn đường tinh luyện nó tốt hơn. Đó, thì chúng ta đợi xem câu trả lời của các bạn nha. Rồi chúng ta có galacto mà liên kết glucose bằng liên kết glycosid, đúng không? Các bạn nhớ không? Cứ hai cái đường đơn liên kết với nhau thì liên kết đó người ta gọi là liên kết glycosid. Thì hai cái đường gluco và galacto chúng ta sẽ có cũng đường cũng rất quen thuộc, đó là đường lactose. Thì một số người ở châu Á của mình ấy thì có cái hệ gen mà nó không có enzyme phân giải đường lacto, thì những cái người đó thường khi ăn vào mình sẽ hay bị đầy bụng, khi uống sữa vào này thì nó hay bị đầy bụng. Thì nếu như chúng ta có những cái hiện tượng như vậy thì có thể là chúng ta không tiêu thụ được lactose thì chúng ta không nên ăn cái loại đường này ha. Rồi đến đường đa. Đường đa rồi xem cái tên này thấy không? Đường đa có nghĩa là poly. Poly có nghĩa là nhiều. Vậy là đường đa là gồm nhiều phân tử đường đơn liên kết với nhau. Và chúng ta cũng tìm hiểu bốn cái loại đường đa. Hiện nay trên hình của chúng ta thì có ba loại rồi: tinh bột, cellulose và glycogen. Các bạn xem ha, đơn phân của nó là gluco. Nhưng mà tinh bột thì mạch thẳng và toàn bộ các cái gluco nó xếp đúng một chiều như nhau. Nhưng mà đến cellulose á, thì là sẽ có một chiếc xoay lên, một chiếc xoay xuống, nó bị xen kẽ nhau. Từ đó thì chúng ta có tinh bột ấy, thì nó cấu tạo dạng xoắn, còn cellulose ấy, là nó gồm những cái đường thẳng song song với nhau tạo thành một cái bó đó các bạn. Vì thế nên là chúng ta thấy có cái câu hỏi là tại sao mà chúng ta ăn tinh bột được, tiêu hóa tinh bột được nhưng mà chúng ta lại không tiêu hóa được cellulose. Đây. Thấy không? Tinh bột chúng ta ăn các cái thực phẩm này được này, tiêu hóa tạo ra gluco nuôi sống cơ thể được này. Nhưng mà cái rau củ quả ở đây thành phần có cellulose thì chúng ta ăn chỉ giúp cho chúng ta tiêu hóa tốt hơn thôi. Nhưng mà chúng ta không có thể nào dùng nó làm chất dinh dưỡng nuôi sống cơ thể của mình được. Là bởi vì chúng ta không có cái enzyme để có thể phá vỡ các liên kết của cellulose được. Còn glycogen thì là một cái chất dự trữ ha, thì nó có cấu tạo mạch nhánh và nó được dự trữ trong gan và cơ. Đây. Chúng ta nhìn này, nó được dự trữ trong gan và cơ. Các bạn còn nhớ ở bài bài cô không nhớ hình như là bài 1 đúng không? Cô có nói với mấy đứa là khi mà nó được dự trữ ở trong gan và cơ như thế này thì nó chỉ được dự trữ một cái lượng hạn chế thôi. Vì thế nên chúng ta mà ăn cơm, ăn tinh bột nhiều quá đó thì lúc ăn tinh bột đúng không? Chúng ta còn nhớ cái khúc này không? Chúng ta ăn là ăn cơm, ăn tinh bột. Đó. Hay là ăn các loại đường khác cũng vậy thì mình sẽ ra cái đường cuối cùng trong cơ thể mình là đường gluco. Đường gluco này á, thì nó nếu sử dụng mà không hết thì nó sẽ phải dự trữ thành glycogen. Nhưng mà glycogen được dự trữ ở gan và cơ này thì được dự trữ ít thôi. Như vậy cái lượng dư thì nó làm sao? Thế nó sẽ chuyển thành chất béo nha. Và lúc đó cơ thể của chúng ta sẽ bị mập ha. Đường đa thì gồm nhiều phân tử đường đơn liên kết với nhau bằng liên kết glycosid. Các bạn đừng có lo phần ghi bài, chút nữa cô sẽ chụp hình lại lên cái phần ghi bài lại cho chúng ta. Rồi đến cái phần kitin. Kitin thì cũng là một loại đường đa. Thành phần của kitin của chúng ta thì cấu tạo nên ghi, nếu chúng ta còn nhớ ở bài số 2 về các cái giới thì chúng ta nhớ không? Nấm có thành tế bào được cấu tạo nên kitin. Đó. Kitin này thì cũng có những cái ứng dụng rất là hay ở trong y học đấy. Rồi, bây giờ vậy chúng ta cùng tóm tắt lại ha. Vậy thì carbohydrate có vai trò là gì? Thứ nhất đó là để dự trữ năng lượng, đúng không? Chúng ta có dự trữ năng lượng là tinh bột. Cái chỗ này cô sẽ ghi một chút. Chúng ta có thể dự trữ năng lượng là tinh bột.
thường là ở thực vật hay dự trữ tinh bột ha, hoặc là dự trữ dưới dạng glycogen ở động vật đó. Vậy có vai trò là dự trữ, khi cần thì mình sẽ chuyển thành đường đơn. Tiếp theo thì có thể vai trò vật liệu cấu trúc nên tế bào đúng không? Ví dụ như là cellulose hoặc là chitin. Chúng ta có thể có cellulose hoặc là chitin là vật liệu cấu trúc nên tế bào. Đây đây là cái phần mà nếu như chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta chỉ ăn đường thôi, chỉ ăn cơm thôi, thế mà chúng ta lại chuyển hóa thành chất béo là thế nào? Đó là cái lúc nãy chúng ta còn nói đó. Nếu mà nó tạo thành glycogen không hết, không dự trữ hết được trong gan và cơ thì nó bắt buộc phải chuyển thành lipid, và dự trữ dưới dạng lipid thì chúng ta khó mà bị đốt cháy được đúng không? Lý do tại sao thì đến chỗ lipid chúng ta sẽ nói này. Bây giờ chúng ta sang cái phần nhóm chất thứ hai, đó là lipid. Lipid thì nó bao gồm nhiều những cái nhóm chất nhỏ. Cấu tạo thì nó không có cái đặc điểm chung nào hết, nhưng tức là về mặt cấu tạo thì không phải là từ các đơn phân, nó không có cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, nhưng mà nó có đặc điểm chung như thế này này, có liên quan đến chỗ nước này đây. Có nghĩa là tất cả đều có đặc điểm chung khi được xếp vào nhóm lipid là không tan trong nước, chỉ tan trong dung môi hữu cơ. Vậy thì ở bài 3 chúng ta còn nhớ không? Muốn tan được trong nước thì nó phải phân cực. Còn lipid thì các cái liên kết của nó đa phần đó là các liên kết không phân cực, liên kết CH. Vì thế nên dẫn đến là nó không tan được trong nước, chỉ tan được dung môi hữu cơ thôi. Và như cô vừa nói đó, nó được không được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. Ở nhóm đầu tiên của lipid đó là mỡ. Mỡ thì được cấu tạo từ glycerol và ba cái axit béo. Chúng ta có dầu thực vật và mỡ động vật, đúng không? Chúng ta thấy ở nhiệt độ bình thường thì dầu thực vật ở dạng lỏng, trong khi đó mỡ động vật thì nó ở trạng thái rắn. Nguyên nhân nó là do cái chỗ này nè các bạn. Hai cái chỗ dầu thực vật và mỡ động vật này thì giống nhau glycerol, còn phần axit béo á, thì nếu như axit béo no thì nó sẽ là mỡ động vật, còn axit béo không no thì nó là mỡ hay là dầu thực vật. Chúng ta cũng đã được đưa các câu hỏi là tại sao mà chúng ta ăn quá nhiều mỡ động vật thì chúng ta có thể gây xơ vữa động mạch đúng không? Chúng ta cũng sẽ đợi câu trả lời đó các bạn trong clip nhé. Mỡ thì có vai trò là nguồn dự trữ năng lượng cho tế bào và cơ thể. Đây, các bạn thấy này, để oxy hóa 1 gram carbohydrate thì chúng ta ra được có 4,2 kilocalo thôi. Nhưng mà nếu oxy hóa hoàn toàn 1 gram lipid thì ra 9,3 kilocalo. Thì nó có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu như chúng ta để mà glycogen chuyển hóa nó thành lipid rồi á, thì chúng ta hơi khó để chúng ta có thể đốt cháy nó để giảm được, đúng không? Sẽ vất vả trong cái việc tập thể dục. Chúng ta sẽ nói một chút cái lý do tại sao mà chất béo của chúng ta nhìn hình bên này, ở dầu thực vật thì nó ở dạng lỏng, còn ở mỡ động vật thì nó lại ở dạng rắn. Tại sao nó lại như vậy? Thì ở đây á, ở dầu thực vật á, thì nó ở dạng này này các bạn, tức là dạng axit béo không no, dạng stick. Còn động vật thì là axit béo no dạng trans. Thì nếu mà ở dạng bão hòa axit béo no, các bạn thấy không, nó xếp thẳng hàng nhau như thế này, nó xếp rất là khít nhau á, vì thế nên là dạng đặc. Còn ở cái chỗ này nó xếp không có khít nhau được, nó hơi 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 banh ra thế này này đó, nó hơi bè ra, vì thế nên là nó ở trạng thái lỏng ha. Ở đây chúng ta cũng có cái một số bạn được đặt cái câu hỏi là màng tế bào ở nhiệt ở xứ nóng và xứ lạnh thì nó khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau ở chỗ là cái phần axit béo này này các bạn. Các bạn thử suy nghĩ xem đến chỗ đó có nói tiếp ha. Bây giờ đến phospholipid thì chúng ta cùng so sánh về cấu tạo của phospholipid và cấu tạo của mỡ lúc nãy. Đây là của mỡ này, còn đây là phospholipid. Thế khác nhau chỗ nào? Chúng ta thấy glycerol, hai bên đều có một glycerol. Axit béo, bên này có hai axit béo nhưng mà bên này thì có ba axit béo. Nhóm axit béo thứ ba này nè thì bên phospholipid đã thay bằng một nhóm phosphat ưa nước. Như vậy chúng ta thấy bên này nếu như các cái axit béo này nó không ưa nước thì sang cái nhóm phosphat đến phospholipid thì nó sẽ có một cái đầu ưa nước là nhóm phosphat. Đó là lý do tại sao mà khiến cho nó có vai trò trong việc cấu tạo nên các loại màng và dẫn đến cái câu hỏi của cô phía đằng sau ha, liên quan đến phospholipid. Chúng ta còn có các steroid và các sắc tố và vitamin thì cũng được xếp vào nhóm lipid.
Đây là cái tư vấn về việc là chúng ta nên ăn thức ăn như thế nào. Các bạn có thể tham khảo ha. Đây là bài ghi của chúng ta này các em. Chúng ta có thể dừng lại để coi. Đây là các câu hỏi nha mấy đứa. Sao cô chưa sửa chính tả nữa? Rồi. Bây giờ chúng ta có câu hỏi của chúng ta. Bên này là có 4 câu hỏi. Rồi tiếp sau đây có 4 câu hỏi nữa. Các bạn hãy xem câu hỏi nào mà cảm thấy chúng ta có thể trả lời tốt được thì chúng ta sẽ đăng ký nha. Rồi vậy thì bài của chúng ta dừng lại ở đây.